Hai mọi người, hôm nay cái ba của Chloe có mua đồ chơi mới cho Chloe á, cho nên nhân dịp cô làm cái review tiếp theo để mà review cái đồ chơi. Cái này là helicopter, police helicopter. Đây là cái món thứ nhất. Ngày hôm nay có hai món mình review ha. Thì cái này là chơi pin ha, thì cái này giá là khoảng 214.000. Đây mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ coi cái này nó có gì hay không ha. Thì thấy Chloe nó chơi cũng thích á. Thì cái này nó chơi từ mấy bữa rồi rồi, cho nên là cái này nó cũng sắp hết pin á. Đây cái cánh, đây là một cái chiếc máy bay. Lấy ra thì nó sẽ có những cái này. Đây là hai cái cánh máy bay. Đây. Rồi đây là cái trong trống ở trên cái trực thăng á. Đây cái này mình có thể bẻ cái càng ra được. Đây. Trên này nó có đèn ở trên này, thì khi mà một chút nó mình gắn vô rồi mình bật pin lên á, là cái chiếc trực thăng nó, cái này nó sẽ quay và cái này nó đèn nó sẽ chớp. Và cái chiếc máy bay này á, khi mà nó chạy đó thì nó đụng ở đâu á là nó sẽ tự động nó chuyển hướng. Chúc mọi người sẽ thấy ha. Còn cái nắp này á là đẩy ở đây. Bữa nay Chloe nó không có quay chung tại vì nó đang làm ngủ rồi, nó buồn ngủ rồi. Đây là cái nắp mình đẩy vô đây. Mình đẩy vô đây á, thì khi mình bật lên á thì cái chiếc máy bay nó sẽ không có chạy, tại vì cái phần này nó sẽ che cái bánh lại kìa, mọi người thấy không? Đây, còn nếu mà mình gỡ nó ra thì đây nó sẽ có hai cái bánh. Đây. Đó. Thì nó sẽ chạy, chút nữa sẽ cho mọi người coi. Và cái phần bánh này á là mình cũng tháo ra được luôn. Ở đây nó có cái công tắc, à không phải cái cái công tắc. Cái khóa ở đây nè. Nè mọi người, mình gỡ hai cái này ra và cái hai cái bánh này cũng có thể lấy ra được. Còn đây là cái chỗ mà mình lấy pin nè. Mình bỏ pin ở đây. Đây, ba cục ha. Dạ, gắn vô. Tại vì hôm nay quay nói hơi nhỏ nhỏ, tại vì Chloe nó đang ngủ á. Đây là cái công tắc. Và bây giờ gắn vô cho mọi người coi ha. Hôm nay chỉ có hai món sơ sơ như vậy thôi. Dạ. Mình coi những cái review đồ chơi như vậy trước thì cũng có lợi lắm á, cho các bậc phụ huynh mình á. Tại vì trước khi mà mình quyết định mình mua cái gì á, thì mình mua đồ chơi cho con mình á, thì mình có những cái review người ta mua mua sẵn rồi. Giống như Phương đi, cái ba của Chloe mua đồ chơi cho Chloe chơi, xong rồi cái sẵn thì Phương làm review cho mọi người luôn cho được. Và trước khi mọi người quyết định mua đó thì mọi người cũng có được những cái gọi là thông tin nhất định về cái món đồ chơi mà mình chuẩn bị mình mua cho con mình, coi nó có phù hợp hay không. Mình cũng tiết kiệm được tiền nữa, tại vì nếu mình cảm thấy nó không phù hợp thì mình không có mua. Còn nếu như mình coi xong rồi cái mình cảm thấy nó phù hợp thì mình quyết định mình mua cho con mình chơi, thì nó cũng ý Phương nói cái tiết kiệm là nó là như vậy đó. Cái này gắn ở đây đây. Rồi một cánh, xong một cánh ở bên đây nữa. Đây nè mọi người. Hai cái cánh. Rồi cái này đầu tiên mình thử là gấp lóc cái này vô thì nó sẽ không, cái chiếc máy bay trực thăng nó sẽ không có chạy được. Rồi mình mở công tắc lên. Ây dạ. Ây dạ, sao vậy? Đừng có nói hết pin nha. Bữa giờ chắc nó chơi nhiều quá đó. Trời, cái gì mất hứng vậy trời. Ây dạ, thiệt tình. Đây là mọi người. Đó, nó quay này, thấy không? Nó có đèn. Nó có đèn chớp chớp nè. Rồi thế. Và cho nó chạy nè. Nó chạy mà nó đụng ở đâu nó thì tự động nó vô ra. Cái này là đang lắp cái chân nó vô cho nên nó không chạy ra được. Nè, bây giờ tháo cái nắp nó vô rồi thì nó sẽ bắt đầu nó chạy. Đó, nó đụng là nó sẽ chạy ra chỗ khác. Rồi, vậy ạ. Đó.
người đụng, nó đụng người nó sẽ quay vô thôi. Đúng. Thì cái này cũng sắp hết pin rồi đó, cho nên là nó sẽ chạy cũng không có nhanh lắm. Thì nói chung á, khi mà mình chơi cái này á, mình tắt đèn đi thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái này thử cho mọi người coi cái tắt đèn ha. Tắt đèn, tắt bớt đèn đi. Review tiếp cái món thứ hai ha. Cũng nó con gái mà nó chơi toàn là đồ chơi. Thứ nhất là xe tải, thứ hai là những cái trực thăng, rồi helicopter, rồi máy bay, rồi xe hơi, rồi đánh nhau gì đâu không, mà không bao giờ, ít khi nào thấy nó chơi búp bê lắm. Ngộ. Rồi xong cho mọi người dễ thấy nè. Ok, dẹp cái này vô ha. Rồi xong. Cái chiếc này nó là cái hiệu này. Đây, cái hiệu này. Đây mọi người. Đó, toàn là tiếng Anh không. Thì cái này nó là Police Super Helicopter. Ok, cái này xong. Rồi, bây giờ mình sẽ để cái này qua một bên. Và cái món thứ hai là cái laptop. Ở đây cái chữ nó, cái này là My Own Laptop. Tức là cái đồ chơi laptop cho con nít. Thì cái này không biết bao nhiêu tiền nữa, tại ba nó mua mình cũng không có rành. Ok, bây giờ lấy cho mọi người nhìn cái hộp nó bự vậy thôi, chứ bên trong nó cũng không có bự lắm. Đây, phải tháo ra chơi rồi đây. Bên trong nó vậy đây. Đó. Vậy. Để đẩy xem lên xíu. Ok. Đây là cái laptop. Đó, laptop của bà đây. Đây, mở lên. Đó. Thì cái laptop này cũng xài bằng pin. Thì ở trên đây nó sẽ có khoảng đợi phần xíu, hình như hết sáng quá. Ở đây nó có cái những cái nút này. Thì ở đây nó có 1, 2, 3, 4 chức năng. 4 chức năng. Thì cái đầu tiên là ABC. Nè mọi người thấy không? ABC. Cái thứ hai là cái dạng giống như là gửi tin nhắn. Đó. Rồi cái thứ ba là cái game trò chơi, và cái thứ tư là cái music, là nhạc. Khi mà mình mở nó lên á, thì khoan, đầu tiên để giới thiệu chút. Cái này nó có cái nút mở ở đây, rồi cái nút thứ nhất á, là cái âm lượng nó vừa phải, và mình đẩy thêm một nút xuống cái nữa thì nó sẽ ra cái âm lượng nó lớn hơn. Cái này là cho bé nó học chữ, nó học giống như là mọi người nhìn vô cũng biết rồi, ABCD gì đó. Nhưng mà toàn bộ trong đây nó bằng tiếng Anh không à. Tại vì ba bé người nước ngoài, cho nên là mua toàn những cái đồ chơi mà nói đa phần là nói tiếng Anh cho bé. Cho bé học. Thì Chloe nhà mình nó khi mình nó chơi nó thích cái này lắm. Cái nó buồn lâu lâu nó lấy cái laptop này ra nó chơi. Cho nó mở lên. Mở nhỏ nhỏ thôi ha. Đó, nó nói vậy đó. Ở đây nó sẽ có cái màn hình. Đó, mọi người thấy không? Nó có màn hình. Rồi, bây giờ nó mới nói là cái đầu tiên là ABC. Thì mình sẽ, đó, nó nói là mình bấm một cái ký tự nào đó. Thì mình bấm nè. Dinosaur. Tức là mình bấm đi thì cái đi tương ứng với cái tự nó dạy cho bé là dễ nhớ, đó là D for dinosaur. Ví dụ như C đi ha, C. Cat. Thì nó có một cái hình nó hiện lên trên đây là cat luôn, là con mèo luôn, để cho bé dễ nhớ và bé học được. Cái đó là C là con mèo. Thì nó tạo một cái sự liên tưởng. Nó cũng hay lắm. Rồi bây giờ mình thử cái chức năng kế tiếp nha. Là ví dụ như cái mèo đi.
Cái mèo ở đây là cái you gì đây? Nó nói là có cái email. Cũng như thường. Tức là nó kêu mình đó là ấn bất kỳ một cái phím nào thì nó sẽ dạy cho mình. Ví dụ như M đi ha. I have a message for you. Message. Tomorrow I'm going to the playground. Do you want to come along? I have a message for you. Nó cứ message hoài. Nhưng mà mấy đứa con nít nó thông minh lắm, cho nên mọi người yên tâm, người đừng sợ là nó không hiểu gì hết. Nó chơi riết là nó biết hết à. Nó rất là thông minh luôn. Và bây giờ mình qua cái chức năng tiếp theo. Rồi, cái này là cái game nè. Là cái game này cũng hay lắm. Learn about, tức là mình học về mấy con vật. Thì giờ mình sẽ bấm, nó kêu mình là bấm bất kỳ cái phím nào. Đó, nó nói vậy đó. Mình bấm bất kỳ cái phím nào để mình học về cái con vật đó. Ví dụ mình bấm chữ L đi. Đó, chữ L nó sẽ tương ứng với là con lion. Ví dụ rồi, ví dụ chữ U đi ha. Nó kêu mình ấn cái nút để học về con vật. Cái ví dụ như giờ chữ V coi là con gì ha, chữ V á. Nói chung là đến cái trò chơi này là mình sẽ bấm cái theo nghe theo cái lệnh tức là cái hướng dẫn ở trên đây là mình bấm xong rồi nó sẽ hiện nó sẽ dạy cho bé về cái con vật đó. Tại vì Phương không có đang tập trung vô cái hướng dẫn mà nó đang nói trong đây đó. Rồi còn cái này là cái phần nhạc. Rồi bấm một cái nút thì nó sẽ ra một cái giống như một cái nốt, một cái kiểu nhạc nè, mọi người nghe. Vậy đó. Giống như là tưởng như là một cái đàn vậy đó, cho bé vậy đó. Thấy cũng hay lắm. Đó thì dạy cho nó, đây là cái laptop đầu tiên của nó. Đây là cái laptop của Chloe, laptop đầu tiên. Ok mọi người. Quên một thứ. Cái này á là nó, cái này cũng xài pin nè. Cái này mình phải có một cái vít ha, để mình dặn cái con ốc ở đây ra, mình đặt pin vô đây. Ok, xong rồi. Ok, hôm nay giới thiệu mọi người hai món thôi. Rồi mai mốt có đồ chơi mới nữa, cái làm review nữa. Cảm ơn mọi người đăng ký kênh của Phương để xem thêm các cái review đồ chơi trước khi mình quyết định mình mua cái món nào cho con mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.